Sao trẻ Hoàng Anh Gia Lai là sự bổ sung chất lượng với U17 Việt Nam. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ về trường hợp của cầu thủ Trần Gia Bảo, gương mặt của Hoàng Anh Gia Lai trong đội hình U17 Việt Nam chuẩn bị đá vòng loại U17 châu Á 2025. Vòng loại U17 châu Á 2025 có 42 đội được chia thành 10 bảng để thi đấu, gồm một bảng 3 đội, 6 bảng có 4 đội và 3 bảng có 5 đội. Các bảng 5 đội đã thi đấu từ ngày 19 tháng 10. Các bảng 3 và 4 đội bắt đầu khởi tranh từ ngày 23 tháng 10. Bảng đấu của U17 Việt Nam có 4 đội gồm Yemen, Kyrgyzstan và Myanmar nên 23-10 mới bắt đầu thi đấu tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Hôm nay 22 tháng 10, buổi họp báo trước các trận đấu đã diễn ra. Chia sẻ trong buổi họp báo này, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo của U17 Việt Nam nói: "Chúng tôi có hai đợt tập huấn ở Trung Quốc và Nhật Bản, đó là sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Đây không phải bảng đấu dễ dàng, các thử thách rất khó khăn nhưng đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình. Trong quá trình tại Nhật Bản, đội không có Gia Bảo, nhưng toàn đội vẫn tập luyện và có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ đều như nhau, khi cậu ấy quay lại, đó là sự bổ sung tốt nhưng chúng tôi cũng hướng đến mục tiêu chung để thể hiện tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết. Hy vọng người hâm mộ đến sân để cổ vũ cho đội nhà bởi đây là bóng đá trẻ. Các em luôn cần sự động viên để đạt được mục tiêu." Theo lịch vòng loại U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ U17 Kyrgyzstan ngày 23 tháng 10, U17 Myanmar ngày 25 tháng 10 và U17 Yemen ngày 27 tháng 10. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.